Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái món bánh cống. Không biết là bánh cắn hay là bánh cống. Có dấu ô. Thể theo lời yêu cầu của một bạn. Và cũng là mình làm cho lần đầu tiên mình làm cho gia đình mình ăn. Cái món này thì khi ở Sài Gòn mình cũng có ăn vài lần. Nhưng mà làm thì chưa bao giờ làm. Sau khi thì mình tìm hiểu thì mình chọn lựa cái cách mà để cho nó phù hợp với cái dụng cụ với lại những cái điều kiện hiện nay của mình á, thì mình ghi lại cái công thức và cái cách của mình thực hiện. Mình làm thì mình sẽ làm bằng gạo ngâm, nhưng mà mình trong công thức này mình chỉ nói qua cái cách mà làm từ bột gạo cho các bạn dễ theo dõi, chứ mình nói làm từ gạo hả nó lung tung lắm. Thì coi như là 400 bột gam bột gạo, rồi nửa cup đậu xanh là 100 gram, 1 phần 3 cup đậu nành là tương đương với là 60 gram. Đậu nành, đậu xanh mình ngâm riêng ra qua đêm. Đậu nành rửa sau khi ngâm thì mình xả nước mình rửa sạch lại. Mình đem xay với 1 cup nước lạnh. Xay này máy phải mạnh, nếu mà các bạn mà xay máy không mạnh thì mình phải lọc xác ra, còn xay với cái máy Vitamix này thì nó mạnh, mình lấy luôn xác, mình chỉ xay như vậy thôi, 2 phút. Đúng ra là chỉ cần 1 phút thôi, nhưng mà cho chắc ăn mình xay luôn 2 phút để cho nó nhuyễn ra luôn á. Nên nó nhuyễn mình lấy rồi. Bây giờ thì mình qua phần mình nấu cái đậu xanh này để làm nhân. Đậu xanh cũng như là đậu nành, sau khi ngâm xong thì mình rửa nó, mình để ráo thì mình bỏ vô nồi mình nấu, nước đổ bao nhiêu cũng được, nhưng mà mình chỉ cần nước phủ nó là vừa được được rồi. Mình sẽ nấu trong cái nồi instant pot này, mình chọn cái function đó là bean chili, nấu 1 phút thôi. 1 phút rồi mình để natural release, high pressure, normal. Normal tức là nhiệt độ trung bình á. Sau khi mà nó nấu xong thì nó tự nó mình để nó khoảng là 20 phút rồi mình mới lấy ra. Lấy ra mình bỏ cái nước đi, mình chỉ lấy là phần phần xác thôi. Nước cũng không bao nhiêu, mình đổ vừa lúc nước đó mình nấu ra cái hạt đậu của mình á, nó cũng vừa búp búp thôi chứ nó không có nở tà la. Cứ như đậu nành xong rồi, đậu xanh xong rồi để qua một bên. Bây giờ mình chuẩn bị để mình pha bột. Lấy cái đậu nành hồi nãy đó, mình pha với lại 400 g bột gạo, với lại 1 cup nước. Với lại 100 ml nước cốt dừa, tức là nửa lon nước cốt dừa. Mình sẽ xài nửa muỗng muối. Mình đổ nó 1 cup nước vô, mà bây giờ mình chưa đổ, mình bỏ hết mấy cái thứ trước nó vô đã. Mình xài cái baking powder này, mình xài 1/4 muỗng. Sở dĩ mình xài cái baking powder á
là mình muốn cái bánh chiên lên vàng cho lẹ, mình khỏi cần bỏ bột nghệ. Thứ hai nữa, mình cũng cần nó nở xốp lên. Mà nếu mà các bạn bỏ nhiều quá thì cái bánh mình nở xốp lên, mình chiên rồi mình để nguội xẹp xuống. Cho nên mình chọn cái số lượng đó là khoảng 1 phần tư muỗng là vừa. Tại vì bột của mình đó là mình xay gạo á, thành ra mình để ráo lên nó dởn khô. Chứ còn các bạn trộn bột gạo thường thì nó không có bị tình trạng này. Mình bỏ cho từ từ. Nói chung là tất cả các nguyên liệu để làm bột á, thì mình bột gạo, đậu nành, rồi mình bỏ 2 muỗng canh bột mì, cái loại all purpose flour, tức là 2 muỗng canh là 30 g, rồi 1/4 cái baking powder, 1/4 muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê muối. Mình bỏ thêm một cái trứng vô, cả lòng đỏ với lòng trắng luôn. Mình đánh tất cả lại cho nó quyện lại với nhau. Rồi sau đó mình cũng sẽ xài thêm cái khoai môn mà mình bào sợi ra đó. Cái này mình đánh mình làm sao mình khuấy cho nó nhuyễn, mà nếu mà các bạn thấy chưa được nhuyễn thì mình bỏ qua cái rây mình lọc thôi. Xong cái phần bột, bây giờ mình chuyển qua cái phần thịt, tôm thịt làm nhân. Đậu xanh này mình làm xong rồi, bây giờ thì mình sẽ làm là đồ ướp hành, thì khoảng chừng hành tím, hành tây khoảng chừng 2 muỗng canh, rồi tỏi cỡ 1 muỗng canh nữa. Mình cũng xay, mình xài 300 g thịt heo nạc không à. Rồi mình xài sẽ xài là 400 g tôm mà có vỏ. Tôm thì mình ngâm với lại rượu, 1 muỗng canh rượu mình ngâm đó cho nó mình cho nó con tôm nó ngon hơn. Này mình làm mình xay ra rồi mình ướp chứ mình không có xào, mình để đó mình chiên luôn bánh chung với bánh. Đồ ướp á, thì mình như thế là mình xài muối, nửa muỗng tiêu, 1 muỗng nước mắm, rồi hành tỏi hồi nãy á, mình bỏ vô. Rồi mình sẽ bỏ thêm vô là 1 muỗng muỗng bột nữa, hành, tôm mình ngâm rượu 1 muỗng canh rượu, còn tôm lớn đó mình để mình tính là lột vỏ để mình làm thử ra sao, nhưng mà cái tôm tôm có vỏ làm vừa đủ rồi thôi. Bây giờ thì mình bào sợi cái khoai môn, bào khoảng là 100 g á. Bỏ vô cái đó tròn tròn khó á. Cái khoai môn này mình làm để mình bỏ lên cái mặt bánh cho nó chiên cho
sù sù không thôi, nó trơn lỉnh giống như cái cỡ cái trái banh á, ra có mấy cái rau ria này lên nhìn nó đẹp, mà mình bỏ rau ria lên nó thấy cũng khó khăn quá, thành ra mình làm một nửa mình bỏ thẳng vô bột, rồi một nửa thì mình để nó trước, rồi mình lấy hang tô mình đè nó lên như là đồ để chuẩn bị bắt đầu vô đó. Tôm, thịt, đậu xanh, khô môn, dầu, một chai dầu đó là 48 ounce, là hơn 1 lít đó. Rồi mình có ba cái vá, mỗi cái vá đó là nó 2 ounce, 2 ounce thì tương đương với lại 60 ml. Lúc đầu thì mình nghĩ mình để đó, mình múc, mình bỏ bỏ bột vô cho khỏi cầm lần ba cái á. Nhưng mà làm vậy cái mình đâu có cái thời gian mà để mình nấu cái vá cho nó nóng trước. Thành ra ba cái đầu mình không có làm, mình không có ngâm vô cho cái vá nóng, thành ra nó bị dính. Vá cần phải bỏ vô dầu nóng trước khi mình đổ bột, rồi nó kêu cái xèo lên á, là giống như mình đổ bánh xèo á, nó không biết không bị dính, chứ mình đổ bột nguội vô mình để lên nó là dễ bị dính. Bột nó cũng còn chảy dòng vậy á, nó không có bột mà lỏng á, là nó chảy rời rạc, còn chảy thành dòng như vậy là vừa. Bây giờ mình xịt cái dầu để mà vô mấy cái vá. Mình xịt mà không có để nóng thì nó cũng bị hít mà. Mà thường thường á, nhà dầu mới mới bỏ vô rồi vá mới là nó cũng sẽ bị hít, bị dính. Mình đi tìm đồ đấy mà. Bây giờ là chờ dầu nóng lên là bỏ vô thôi. Đổ bột trước, đổ khoảng là 1/3 cái chén đó. Rồi mình cho thịt xong rồi có tới đậu xanh. Đậu xanh xong có cho lớp bột nữa. Rồi cho cái khô môn, rồi cho tôm. Cái vá nó cũng thuộc loại nhỏ thành ra mình làm đầy liền à. Đầu mình không biết, mình bỏ mấy con tôm nằm chụp bẹp xuống ở dưới nó xấu xí. Sau này mình mới thấy để nó mình chổng cái lưng lên á, nó cong lên hai cái vòng nhìn nó có duyên hơn. Còn đây nó tặc lét dồn á, phần bỏ ba cái nhánh khô môn vô á, nó nằm cái kiểu không có đẹp. Sau từ từ rồi mình mới có kinh nghiệm mình bỏ cái khô môn nó, bạn thấy không? Cái này nó được hơn. Nhưng mà nó cũng bị trở ngại là mấy cái vá nó, cái đáy của nó là cái đáy bầu, thành ra mình để cái nó chạy nó không có đứng lên, mình phải giữ nó. Giữ nó thì cái vá nó nóng mà mình cũng không có làm được điều gì khác nữa. Thành ra mình khi mà mình khơi khơi cái bánh á, mình xách cho mình khơi cái mình lúng túng nó rớt cái bụp xuống cái phỏng cái tay luôn. Rồi cuối cùng phải giữ phải kêu cứu ông chồng ra ông phụ mình cầm giùm mấy cái vá này, chứ còn một mình làm không kịp.
Cái này tại vì em vừa quay phim rồi vừa 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 là đổ lúng túng lắm, dễ dễ bị già văng dầu á. Giờ nhờ ông chồng nắm giùm mà làm vậy mới thấy cái công khó, rồi ra ra mà còn che lên che súng nữa. Mà làm món này ra lần đầu tiên nha, cho con mình ăn lần đầu tiên mà làm ở nhà này á, mà ngon lành, ăn ngon lành lắm. Đó bây giờ mình biết biết không rồi, mình bỏ cái vá vô trong cho nó nóng á, bỏ nó không bị dính nữa. Cái đầu ba cái đầu tiên mình làm mình không có. Bỏ vô thì mình để từ từ cho dầu nó tràn lên cái mặt, nó làm khô cái mặt lại á, thì nó không có chảy bột ra. Chứ mình để là mình vừa bỏ vô á, mình bỏ liền ở trong dầu á, là nó bò cái bột nó bò ra ngoài liền. Còn khơi á, mình không dám khơi ở trong trong cái chảo nữa, mình đem ra cái dĩa mình khơi rồi mình bỏ vô lại mình chiên. Chứ mình khơi ở trong cái nồi nó rớt cái bẩm xuống là văng dầu liền. Cái này á, tại mình không có nghe âm thanh rõ, chứ cái dầu cái vá nóng á, mình bỏ cái bột vô giống như bánh xèo vậy đó, cái xèo, nhưng mà cũng không có rõ ràng như cái tại vì có một cái vá nhỏ xíu. Mình thấy cực chưa, ăn có mấy cái bánh nhí nhí mà mấy người phụ. Làm cái này á, chừng đó bột 400 gram bột gạo với lại 2 muỗng canh bột mì á, với lại 60 gram đậu nành, mà ra là cái bánh chừng đó đó là 30 cái bánh đó. Cái đồ mà quét bông kem á, khơi nó mỏng hơn. Làm tức cười thiệt à, có cái mình quên gấp ra đem rồi lùi luôn. Còn coi như là chiên bánh này thì chỉ có vậy thôi, chỉ là mình bỏ vô cái vá cho nó nóng, rồi mình đổ bột vô, rồi mình bỏ thịt vô, rồi mình bỏ đậu xanh, rồi sau tới bỏ bỏ thêm lớp bột nữa, rồi bỏ khoai môn, rồi bỏ tôm, chỉ vậy cứ tiếp tục làm cho xong. Rồi ăn thì người ta ăn với lại bánh ướt, mình cũng có làm bánh ướt luôn, nhưng mà mình không ăn chung với cái này, tại vì ăn cái này nhiều quá thứ rồi, mình phải ăn cái này mình phải độn rau vô, chứ còn đồ chiên bột đồ không mà mình quất thêm cái bánh ướt vô nữa mình thấy nó nhiều quá. Bánh ướt bữa sau mình ăn ngày hôm sau. Rồi
Nước chấm á, thì cái này á, ăn cái kiểu bánh này của trong miền Nam mà, của Sóc Trăng, của đồ cái vùng dưới miền Tây á. Thành ra mình làm nước mắm loãng lắm, chứ không có thể ăn theo kiểu miền Trung được. Là nước mắm mình sẽ làm á, là một một mắm, một đường, rồi nửa chanh, rồi nước lạnh đó là coi như là tùy, nó gấp 4 gấp 5 lần với cái lượng nước mắm đó. Đó ra được 30 cái như vậy đó. Cái nào con tôm nằm dính lên thì nó có duyên, đúng là cái nào cũng có mấy cái cọng khoai môn á, nhìn nó đẹp. Rau á thì mùa lạnh này nó cũng không có nhiều, cái rau cũng được phong phú lắm, mình có gì thì mình đem ra mình ăn thôi, salad rồi. Cái bánh này rất là xốp, xốp vẫn giòn lắm, giòn cái lớp ngoài thôi chứ trong vẫn không có giòn. Ở trong thì nó xốp xốp mà nhờ cái bột đậu nành đó, nó làm cái nó không có dai, không có dẻo, mà mình ăn nó có vị nó xốp xốp. À, cái rồi cúng bánh tráng, à, và cúng rau, nếu mà có cải cúng á, giống như bánh xèo mình nghĩ nó ngon hơn á. Nhưng nhà mình á đang có rau chừng đó mình hốt hết ra, còn có dưa dưa củ cải với lại cà rốt nữa. Con mình nó ăn 8 cái luôn á, 8 cái một lần á, người chia ra người mà 10 cái, nhưng mà mình ăn có 3 4 cái à. Tại ăn ghê ra, thấy với bột không, mình ăn 3 4 cái mình ăn hết rổ rau luôn á. Cái làm dưa cho dưa cà rốt với lại củ cải thì mình cũng có cái công thức có sẵn ở trong cái channel của mình rồi. Còn nước mắm thì mình nói hồi nãy chỉ pha là một mắm một đường rồi nửa chanh rồi với nước lạnh thì ba bốn lần nước lạnh đó. Còn tỏi với ớt thì mình thích thì mình giã mình bỏ vô chung vô. Còn mình thì mình xài cái tương ớt mình làm sẵn á, mình múc muỗng đó mình bỏ vô cái mình pha ra ăn, trong tương ớt nó có tỏi rồi, làm vậy cho lẹ thôi. Coi như là cái video làm cái bánh cống của mình tới đây là coi như là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.